Xin chào các bạn. Hôm nay tình cờ có một người hỏi mình rằng làm thế nào để dồn các cái file soạn thảo văn bản này thành một cái tập tin mà chúng ta không cần phải mở từng cái tập tin ra một, sau đó chúng ta copy dán vào. Vậy vô tình có người hỏi mình như vậy, dẫn đến là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm thế nào để dồn các tập tin ấy lại mà không cần phải copy. Rất là đơn giản. Chúng ta cùng theo dõi nội dung video này nhé. Trước tiên chúng ta sẽ mở cái chương trình soạn thảo văn bản lên. Đây là chương trình soạn thảo văn bản mà chúng ta sẽ dồn tất cả những cái tập tin trong phần soạn thảo văn bản của chúng ta vào trong cái tập tin này. Thì chúng ta mở ra một tab mới nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào cái mục Insert. Chúng ta nhìn thấy vào mục Insert này ha. Đó, vào mục Insert này. Chúng ta bấm vào đây. Và sau đó đây, chúng ta di chuyển sang một cái chữ Object này. Đó. Đang ta bấm chuột vào cho cái mũi tên nhỏ nhỏ này, chúng ta xỏ xuống và chọn test from file, để chọn này ha. Sau khi chúng ta bấm vào đó thì nó sẽ xỏ ra một cửa sổ và chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục chứa một số cái tập tin mà chúng ta muốn dồn nó lại đó. Bây giờ ví dụ mình muốn dồn một một số cái tập tin đây, thì mình sẽ chọn một số cái tập tin này ha. Đó, như đây là tin này mình chọn thì mình sẽ dồn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tập tin này. Sau đó ta chọn Insert. Như vậy là nội dung của 7 tập tin đó đã dồn hết vào trong này rồi. Chúng ta có thể thấy là rất là nhanh. Như vậy là thay vì chúng ta phải mở ra tất cả các tập tin, sau đó ta copy chúng dán vào một cái tập tin mới, thì chúng ta sẽ chọn cái cách đó là Insert Object để chúng ta có thể làm chèn các cái tập tin, dồn các tập tin nó lại một cách nhanh nhất và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung video này. Đừng quên để lại bình luận của mình ở bên dưới nội dung video nếu chúng ta còn thắc mắc về nội dung gì. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.